Chào các bạn. Hà tìm đến yoga với mong muốn được giải tỏa những căng thẳng muộn phiền trong cuộc sống. Sau vài năm tập luyện, yoga đã cho Hà nhiều hơn thế. Và bây giờ, yoga đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của Hà. Chào các bạn. Các động tác yoga sẽ đánh thức nguồn năng lượng đang ngủ quên trong cơ thể của bạn, giúp bạn có thêm sinh khí, sự nhanh nhẹn, kể cả cơ thể và tâm trí. Hà thường tập bài tập này vào mỗi buổi sáng sớm để khởi động cơ thể và khơi nguồn năng lượng cho trí óc. Bài tập này sẽ giúp chúng ta có thật nhiều sức mạnh để bắt đầu ngày mới tràn đầy sức sống. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tập luyện nhé. Lưu ý trước khi bắt đầu tập yoga. Trước khi bắt đầu bài tập, các bạn hãy chuẩn bị thảm, khăn lau và một chai nước. Chọn cho mình một không gian dành cho việc tập luyện, tránh những tiếng động và mất tập trung khi tập luyện. Hãy tắt điện thoại, TV. Tập luyện tốt nhất vào buổi sáng, trước khi ăn hoặc sau khi ăn khoảng 2 giờ. Tránh việc tập luyện quá sức. Hãy lắng nghe cơ thể bạn cho đến khi cơ thể bạn hòa nhịp với mỗi động tác. Trong khi tập, nếu bạn cảm thấy chóng mặt hay đau cơ, hãy ngồi xuống thư giãn, uống một chút nước và tập trung vào hơi thở cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái trở lại. Đừng so sánh với người khác khi tập luyện. Khi tập yoga, hãy tập trung vào cơ thể và từng động tác của chính mình. Lúc bắt đầu tập luyện, hãy bắt đầu chậm rãi, cứ kiên nhẫn và cố gắng hết sức mỗi lần tập luyện từng động tác. Hãy chọn cho mình tư thế ngồi thoải mái nhất, thẳng lưng, hít thở đều. Hãy chú tâm vào từng hơi thở. Đứng dậy, hai bàn chân cạnh nhau. Hít vào và vươn tay lên cao. Kéo căng người, thở ra, gập lưng về phía trước, đầu gối thẳng và ngực chạm đùi. Tiếp tục lặp lại động tác này. Hít vào, tay lên cao, thở ra, gập người xuống. Hãy cố gắng giữ thăng bằng và chân thẳng, không khuỷu gối. Tiếp tục hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Lần cuối cùng, hít vào, tay lên cao và kéo căng người ra, ngửa cổ nhìn lên, thở ra, gập người xuống, cố gắng gập người càng sâu càng tốt, cho đến khi trán chạm vào đùi, giữ lại ở vị trí này. Hít vào, tay lên cao, giữ nhịp thở đều, chậm.
Bây giờ bước chân ra, hai chân của bạn dọc bằng vai, lưng thẳng. Hít vào, hai tay đưa lên cao qua đầu, các ngón tay đan vào nhau và duỗi thẳng tay lên cao. Bây giờ thở ra, nghiêng người về bên trái, đổi bên. Tiếp tục động tác này, mắt nhìn lên trên. Cố gắng giữ người, không đổ về phía trước. Nghiêng người về bên trái, đổi bên. Và lần cuối, thở ra. Cố gắng giữ người tại vị trí này, mắt nhìn thẳng hoặc ngước nhìn lên trần nhà. Giữ nhịp thở đều. Tiếp tục thêm một lần nữa. Thở ra. Cố gắng giữ người tại vị trí này, hạ tay xuống và trở về vị trí ban đầu. Tiếp theo, hít sâu, duỗi thẳng hai tay lên cao. Thở ra, khuỵu hai đầu gối, đồng thời duỗi thẳng hai tay ra trước mặt. Lần lượt thực hiện động tác này 10 lần. Hít sâu, đưa tay lên, mắt nhìn lên. Thở ra, khuỵu gối, duỗi tay trước mặt. Hít lên, thở xuống. Hít sâu, đưa tay lên, mắt nhìn lên. Thở ra, khuỵu gối, duỗi tay trước mặt. Hít sâu, đưa tay lên, mắt nhìn lên. Thở ra, khuỵu gối, duỗi tay trước mặt. Bạn cảm thấy thế nào? Thở ra, khuỵu gối, duỗi tay trước mặt. Hít sâu, đưa tay lên, mắt nhìn lên. Thở ra, khuỵu gối, duỗi tay trước mặt. Ba lần nữa. Hít lên, thở xuống. Hai. Thở xuống. Lần cuối. Hít sâu, đưa tay lên. Thở ra, khuỵu gối, duỗi tay trước mặt. Và lần này, kéo căng hai cánh tay ra trước mặt, đan các ngón tay lại với nhau và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. 9, 8, 7, 6. Giữ nhịp thở đều, chậm. 3, 2, 1. Đứng dậy, duỗi tay, ngả người ra phía sau hết sức có thể, mắt nhìn ra sau. Các bạn đừng nhắm mắt lại, như vậy sẽ không giữ được thăng bằng. Giữ lại trong 5 giây. 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng trở lại tư thế đứng thẳng. Đặt hai bàn tay lên hông, bắt đầu xoay hông. Chúng ta hãy cùng xoay theo chiều kim đồng hồ 10 lần. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đổi bên, xoay 10 lần. 9,
5 4 3 2 1 Hai chân mở rộng hơn vai. Mở hai mũi chân ra ngoài. Hít sâu, duỗi thẳng hai cánh tay lên cao. Chập hai bàn tay lại với nhau. Thở ra, khuỵu gối. Hạ thấp hông hết mức có thể. Mắt nhìn lên trần. Và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Hai chân, hít sâu, nâng hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống. Lần này, kéo căng hai cánh tay và mở rộng ngực và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu. Từ từ trở lại tư thế đứng thẳng. Thở ra, khép hai chân lại với nhau, chân duỗi thẳng. Hít sâu, đưa hai tay lên cao. Thở ra, gập người về phía trước. Hạ thấp người xuống, nắm lấy mắt cá chân, giữ lại trong 10 giây. Các bạn nhớ, hãy cố gắng gập người xuống càng sâu càng tốt. 3 2 1 Hít sâu, đưa hai tay lên cao, khuỵu gối và duỗi thẳng hai tay qua khỏi đầu. Mắt nhìn lên trần và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. 3 2 Trở về tư thế ban đầu. Thở ra, gập người, chạm hai bàn tay xuống thảm, cảm nhận đùi sau và bắp chân căng nhẹ. Giữ đầu gối thẳng, đầu và ngực chạm vào chân. 3 2 1 Và bây giờ, chúng ta đưa hai chân ra sau, giữ thân nằm trên một mặt phẳng. Đưa tay trái lên cao, giữ người thẳng. Mắt nhìn theo tay, cố gắng giữ người thật thẳng. 3 2 1 Đưa tay về rồi chuyển qua bên phải. Đưa tay phải lên cao, giữ người thẳng. Chúng ta đang tập luyện cho vùng cơ bụng được khỏe mạnh. 3 2 1 Tiếp tục thêm một lần nữa, quay sang trái. Hãy giữ nhịp thở đều. 3 2 1 Quay sang phải. Nhớ giữ thân và tay thật thẳng. 3 2 1 Lần cuối cùng, giữ thân nằm trên một mặt phẳng. Đưa tay trái lên cao. Giữ người thẳng. Cố gắng giữ người thật thẳng. Đưa tay về rồi chuyển qua bên phải. Đưa tay phải lên cao. Giữ người thẳng. Chúng ta đang tập luyện cho vùng cơ bụng được khỏe mạnh. 3 2 1
quay trở về vị trí, chống hai bàn tay lên sàn, duỗi thẳng hai chân, hạ người, gập hai khuỷu tay lại, khuỷu tay hướng lên trên. Nhớ đừng để ngực chạm sàn và giữ cố định trong 5 giây. 3, 2, 1. Hít sâu, nâng cằm và ngực lên cao. Mắt nhìn lên, đẩy hai vai ra sau, vươn cổ lên cao và mở rộng ngực và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hạ đầu, nâng hông lên, giữ chân thẳng, gập người, cố gắng ấn hai gót chân xuống thảm, hai khuỷu tay thẳng, giữ đầu gối duỗi thẳng, cảm giác căng ở hai bắp chân và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Với những người mới bắt đầu, có thể nhón gót chân lên hoặc khuỵu hai đầu gối một chút để cảm thấy thoải mái hơn. Đưa nhấc chân phải lên cao rồi bước lên phía trước. Thẳng người và duỗi thẳng hai tay. Mắt nhìn ra sau. Hãy giữ trong 10 giây. Người về phía trước, đặt hai bàn tay lên thảm, kéo chân phải về lại tư thế gập người. Ba, hai, một. Thực hiện tương tự với chân trái của bạn. Đưa chân trái lên cao và bước ra phía trước. Đặt chân trái ở giữa hai bàn tay. Thẳng người và duỗi hai tay lên cao, khuỷu tay thẳng, mắt nhìn lên trần. 3, 2, 1. Thở ra, không người về phía trước, kéo chân ra sau, trở về tư thế gập người. Giờ ta thư giãn, gập người, chán chạm thảm, hai tay đưa ra phía trước, chạm sàn và hít thở đều. Ba, hai, một. Bây giờ chúng ta đứng dậy. Bước chân trái ra sau. Gối trái tạo thành góc 90 độ. Chân phải duỗi thẳng. Hít vào. Nâng cằm. Mở rộng hai tay và ngực càng nhiều càng tốt. Duy trì trong 10 giây. Nhớ giữ cho khuỷu tay thẳng. Mắt nhìn lên cao. Cố gắng duỗi thẳng chân trái hết mức có thể. Thở ra về vị trí ban đầu. Đổi bên. Bước chân phải ra sau. Đầu gối bên phải của chúng ta nằm trên một đường thẳng với gót chân. Mở rộng tay. Mở ngực. Nâng cằm. Và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Mắt nhìn lên cao. Hãy tập trung vào hơi thở của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tập các tư thế ngồi trên thảm. Ngồi thoải mái trên thảm. Duỗi thẳng hai chân ra phía trước. Cúi người. Hai tay nắm hai ngón chân cái. Từ từ nhấc chân trái lên cao và kéo về phía tai. Cố gắng chạm ngón chân vào vành tai và duy trì tư thế trong 5 giây. Hãy hít thở đều đặn, mắt nhìn về phía trước. Từ từ trở về với tư thế ban đầu và thực hiện đổi bên. Hãy nhấc cao chân phải và kéo về phía tai.
cố gắng chạm các ngón chân vào vành tai. Nếu bạn cảm thấy khó chạm ngón cái vào tai, hãy thử nắm bàn chân bằng cả hai tay và áp sát vào tai hết mức có thể. Từ từ trở lại tư thế ngồi trên thảm. Hãy khép hai chân lại với nhau, hai đầu gối duỗi thẳng và thẳng lưng. Gập đầu gối phải và kéo bàn chân vườn mông. Chân trái phải duỗi thẳng. Cố gắng bắt chéo cánh tay phải qua chân phải rồi đưa ra sau. Nắm hai tay lại với nhau. Thở ra, gập sát người xuống hết mức có thể. Hãy giữ nhịp thở thật đều, giữ đầu gối, chân duỗi thẳng. Hít vào, từ từ trở về tư thế ban đầu. Thở ra, duỗi chân đổi bên và thực hiện lại động tác. Bắt chéo vòng tay trái, ôm chân trái và vòng tay phải sau lưng. Nắm hai tay vào nhau, thở ra, cúi người về phía trước, càng sâu càng tốt và giữ trong 10 giây. Cố gắng gập người, chạm nhẹ trán của bạn vào đùi. Từ từ nâng người lên, trở về tư thế ban đầu. Hít vào, thở ra, hạ hai tay xuống, đồng thời giữ chân ra trước. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các động tác với tư thế nằm. Các bạn hãy nằm xuống, hai chân thẳng, hai tay đặt song song với thân người. Gập hai đầu gối, nhấn mạnh hai bàn tay, đẩy toàn bộ thân người lên cao. Điều chỉnh cánh tay và tiếp tục đẩy hông cao hơn nữa. Giữ hai cửu tay luôn thẳng và giữ nguyên tư thế trong 10 giây. Đối với những người mới bắt đầu, bạn có thể tập với lựa chọn dễ dàng hơn bằng cách bạn có thể nhấc cả hai gót chân lên cao hoặc nhấn chúng xuống thẳng. Từ từ trở về tư thế ban đầu. Duỗi thẳng hai chân và duỗi hai cánh tay qua đầu. Thở ra, từ từ nhấc hai tay lên cao, ngồi dậy và khom người xuống phía trước, vòng tay qua gót chân, trán chạm vào chân. Hãy duy trì tư thế trong 5 giây. Nếu bạn cảm thấy khó, bạn có thể nắm lấy hai cổ chân. Hãy thẳng lưng lên, nâng hai tay lên cao, thở ra và hạ hai tay xuống. Và bây giờ, xoay người lại, chuyển sang tư thế nằm sấp, đồng thời duỗi hai tay về phía trước. Hít vào, đồng thời hai cánh tay và hai chân lên cao, giữ khuỷu tay thẳng. Các bạn sẽ có cảm giác căng ở vùng lưng. Hãy duy trì tư thế trong 10 giây và hãy tập trung hít thở đều. Từ từ trở về tư thế ban đầu. Nghiêng đầu, thư giãn trong vài giây. Hãy hít thở chậm và đều. Nhẹ nhàng gập đầu gối, kéo hai bàn chân về phía đùi, duỗi hai tay ra phía sau và nắm lấy hai cổ chân. Nhấc cằm và hai chân lên cao, giữ cố định tư thế trong 10 giây. Từ từ trở về tư thế ban đầu. Gập tay, nghiêng đầu nằm trên tay, co chân trái lại và giữ trong 10 giây. Hãy tập trung vào từng nhịp thở, thư giãn cơ thể và hít thở đều.
từ từ trở về tư thế ngồi bắt chéo hai chân trên thảm. Giữ thẳng lưng, mắt nhắm tĩnh tâm. Xoa hai tay vào nhau rồi đặt nhẹ lên mắt. Hãy cảm nhận hơi ấm của bàn tay. Từ từ hạ tay xuống và mở mắt. Hà mong tất cả các bạn sẽ luôn tràn đầy năng lượng sau mỗi bài tập. Xin chúc tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe và bình yên trong cuộc sống.